Bắt đầu vào bài tập đá chân vuông góc tập mông, chống tay trên sàn nhà bằng lòng bàn tay và đặt đầu gối trên sàn. Ở bài tập này các bạn sẽ đá chân lên với chân của các bạn vuông góc, tạo thành hướng vuông góc, nghĩa là đá với gót chân và lòng bàn chân để làm sao đi lên thật là vuông góc, tập luân phiên từng bên mông của các bạn. Lưu ý các bạn có thể tập chậm một chút, kiểm soát, dùng cơ mông kiểm soát để làm sao đẩy bằng gót chân và lòng bàn chân của các bạn lên. Khi các bạn đá lên, các bạn thở ra. Khi xuống thì các bạn hít vào.